các bạn trẻ hiện tại bây giờ đang sai một cái đường, đó là các bạn á kiếm tiền trước. Lúc nào nó cũng nói thẳng vô mặt tôi, nói một câu nè: đam mê là một chuyện, nhưng mà giờ ăn cái gì? Một ngày các bạn ăn bao nhiêu? Đừng mong kiếm tiền trong những cửa mà từ 35 tuổi trở về trước. Không có, đừng mong kiếm tiền, bỏ cái tiền qua cái bên đi. Đến cái công thức của bà là sau 35 tuổi mình mới bắt đầu có đủ kinh nghiệm và có thể lấy tiền. Nhưng nhỡ khi có những người sau 35 tuổi họ vẫn chưa tích góp được đủ, thì lúc đấy họ đã bỏ qua một cái tuổi trẻ quá dài. Thì lúc đấy ai lấy lại cho họ? Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Bí mật hạnh phúc. Và sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời. Em giới thiệu Donate và bản thân mình cho quý vị khán giả biết nhé. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Trịnh Thiên Bảo. Hôm nay đến với chương trình Bí mật hạnh phúc á, thì cũng muốn là được cố vấn để giúp em giải quyết những cái khó khăn khi mà đến với cái nghề chụp ảnh của em. Thế thì đương nhiên em sẽ phải gặp một người cố vấn rất là có chuyên môn ở trong nghề này rồi. Và Bảo ơi, mọi người đã gặp Bảo rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng cần Bảo giới thiệu đôi nét thông tin về bản thân mình. Ok, so what's up? Chào mọi người, tôi là Leo Đình Bảo. Hiện tại thì Bảo đang ở một cái vị trí mà Bảo rất là thích. Tất cả mọi người đều biết Bảo là qua những cái chia sẻ, và đó là những kinh nghiệm của Bảo trong một khoảng thời gian dài. Bảo rất mong muốn là chia sẻ để rút ngắn kinh nghiệm nhất có thể, để bạn có thể đạt được cái trình độ giúp ảnh của mình và cũng như ước mơ giúp ảnh của mình nó nhanh nhất có thể. Và đây là một cuộc nói chuyện của Song Bảo ha. Bây giờ Bảo nhỏ đi. Cơ duyên nào làm cho em đến với, làm cho em cảm thấy thích cái nghề nhiếp ảnh này? Từ lúc nhỏ là em cũng chưa có cái ý nghĩ là mình sẽ đi theo cái con đường này. Mình chưa biết cái đam mê của mình là gì luôn. Thì vô tình vào năm 2013 á, bạn em nó có mua máy chụp ảnh. Em cũng thấy lạ lạ, em mới mượn chụp thử. Xong rồi về bạn khen là chụp đẹp này nọ, thì cái biết canh góc, rồi biết canh ánh sáng này nọ. Thật sự là cái đó là em chưa có một cái gì gọi là chuyên môn, đó là lần đầu tiên cầm máy. Xong rồi em cũng mượn chụp được 2-3 lần, thấy thích rồi bắt đầu thích cái mới lấy cái số tiền tiết kiệm của mình ra để mà mua cái máy. Là cái máy đầu tiên em mua đó là Canon 600D, lúc đó là giá là 13 triệu. Wow, yeah. 23 mà em dám bỏ mười mấy triệu ra mua một cái máy ảnh. Thì cái lúc đó thấy thích, mà em cũng thật sự lúc đó là em liều lắm. Lúc đấy là em đang học về ngành nghề gì hả bà? Em học là học công nghệ thông tin. Mình có máy mới thì mới nhờ bạn bè làm mẫu cho mình đi chụp. Về các bạn mình up lên, bạn của bạn hỏi chụp ở đâu đẹp vậy. Lúc đó là ngay ngày 25 Tết của năm 2023 đó, các bạn em giới thiệu. Thì bắt đầu là lúc đó cũng có một vài người book mình chụp. Thì lúc đó là em chỉ kiểu như cũng nói trước với người ta là dạ ai mới chụp như vậy. Thì giống như là em chỉ xin một cái chi phí gọi là giống như là tiền xăng xe đi lại thôi. Bắt đầu cái việc chụp ảnh của em là với mức giá là 100.000 một người. Một buổi chụp 100.000. Dạ đúng rồi. Tự nhiên lúc đó nó gọi hẳn giống như là có cái lửa trong mình á. Em chụp chấp nhận không cần tiền cũng được. Mà đang thỏa cái ham muốn của mình. Anh có một câu hỏi là lúc đấy em có phải em cảm nhận được là cái nghề nó đã chọn mình không, chứ mình không có chọn nó? Lúc đó em chưa hẳn là nghĩ là nghề chọn mình nữa. Cái kiểu như em nghĩ là mình phát hiện ra được một cái khả năng mới của mình. Tại vì cái bản thân em á có một cái suy nghĩ á là thà mình biết nhiều thứ để mình có thể áp dụng, còn hơn là cứ biết một thứ hoài. Thì lúc đó vô tình lại phát hiện ra như vậy. Em rất là thích. Khoảng thời điểm là kiểu như 2017 á, tự nhiên em có ngưng một khoảng chữ 2016 đến 2017, có ngưng một khoảng thời gian đó. Cái đúng vào cái đợt tháng 7 ở dưới âm lịch đó. Giống như được các anh chị đãi vậy đó. Được cô hồn rượu. Dạ. Em chụp baby cho một cái gia đình đó. Tự nhiên bắt đầu lúc đó về có duyên chụp baby tới bây giờ luôn. Anh rất muốn biết là cái gu hình của em đang mong muốn tới cuối cùng đỉnh điểm là cái gì? Em muốn chụp kiểu mà với lại em thích chụp cái kiểu mà cái đó em cũng không biết dùng từ chuyên môn như thế nào, nhưng mà kiểu như chụp mà đánh sáng anh. Đánh sáng một phần, kiểu như là chỉ một phần thôi. Em cũng không biết gọi cái đó là về cái đó là thủ thuật chụp. Tức là chụp bất cứ cái gì nó cũng phải cần ánh sáng. Một là ánh sáng tự nhiên ông mặt trời, còn hai là ánh sáng đèn. Đúng không? Cái trường phái của mình á đi chụp á là em đã đi theo cái vết của anh ngày xưa.
bắt đầu cái gì cũng được. Nhưng mà bây giờ cái hướng của em là em chưa có được cái phần kiến thức là mình đang đi theo cái dòng nào của chụp ảnh. Đúng rồi. Tức là cái dòng nào mình đang thích nhất. Tất cả các bà photo hiện tại bây giờ từ chạm ngõ cầm cái máy, anh không biết bắt đầu từ đâu. Anh thì không có cái máy để chụp luôn nữa, nên anh phải đi làm tùm lum tà la thứ để anh kiếm cái máy trước. Nhưng mà khi mà đã kiếm được cái máy rồi, bà nào cũng thích ạc, thích nghệ thuật. Đưa em cái gì đó cũng thích nghệ thuật. Chụp hình đây, chụp hình nghệ thuật cho nó chất, cho nó đỉnh. Chứ còn cuối cùng chúng ta đặt ra một bài học nè. Chúng ta bắt đầu từ đâu cho ạc? Chúng ta phải học từ ai cho ạc? Chúng ta phải có những cái câu hỏi đó ngay từ giai đoạn chạm ngõ ban đầu. Và anh nói với em á, tất cả những cái mà mình trải nghiệm, em bây giờ bao nhiêu tuổi? Em đang là 28 tuổi. Em 20 tuổi là quá trẻ, 28 tuổi quá trẻ, 35 tuổi quá trẻ. Đừng mong kiếm tiền trong những cửa mà từ 35 tuổi trở về trước, không có. Đừng mong kiếm tiền, bỏ cái tiền qua cái bên đi. Và chúng ta chỉ kiếm tiền sau 36 tuổi đến 40 tuổi, đó là thời gian tiền mới về với chúng ta. Nên các bạn trẻ hiện tại bây giờ đang sai một cái đường, đó là các bạn á kiếm tiền trước. Lúc nào nó cũng nói thẳng vô mặt tôi nói một câu nè. Đam mê là một chuyện, nhưng mà giờ ăn cái gì? Không có cái dễ nhét vô trong họng thì làm cái gì mà để đam mê tiếp. Thế các bạn sai hoàn toàn về chỗ đó. Tôi hỏi một ngày các bạn ăn bao nhiêu? Đưa cơm tới miệng nó thôi, em không ăn đâu, tinh bột, mập lắm, giảm cân. Thế rồi, bây giờ các bạn thấy là photographer nè, thấy chụp hạt Tintin, Sukiu, ga chụp ánh sáng á, mấy cô bé mà đáng yêu kiểu này nọ đó, xóa phòng, chỉnh da, mướt đẹp, đi về tính 300 ngàn. Bà nào đi có cái gì cũng khoe trên mạng hết trơn á, cầm cọc tiền, xô ngại nào, 2-3-4 xô. Đó cũng mình ham chạy theo tiếng gọi đồng tiền mà mình quên mất mục đích chính của mình là chụp ạt. Thì anh muốn là tất cả những cái mà mình thảo hình thành ra một cái ngôi nhà, mình phải có cái nền tảng ban đầu gốc. Một ngày đầu tiên em bỏ cái chữ nhục của em qua một bên đi, em hãy làm những ngày đầu tiên của ạt. Một ngày ạt, hai ngày ạt, ba ngày ạt, không có khách cũng được, chụp tới cho anh. Còn bây giờ nào, một khoảng thời gian em muốn chụp ạt thì ngay từ bây giờ ban đầu em phải bỏ hết tất cả những cái thứ mà em đang làm, mặc dù nó tạo kinh tế cho em dục hết cho anh. Để chi? Để chạm ngõ từ cái cục gạch ban đầu, một cục gạch, hai cục gạch xây lên thành cái nhà. Chứ bây giờ các bạn chạy theo, tôi chụp kiếp trước để tôi kiếm tiền tôi sống trước, đúng không? Rồi bắt đầu tôi chụp baby trước tôi kiếm tiền tôi sống, tôi chụp đám tiệc, đám ma, rồi đám cưới trước tôi kiếm tiền tôi sống. Một ngày chụp đám tiệc, đám ma, 10 ngày sau chụp đám tiệc, đám ma, ủa chụp là phải đăng hình lên cho tôi biết mình có đi làm. Cái bắt đầu đăng một cái tấm hình ở chỗ này, ngày hôm sau đăng tiếp hình là chụp cưới, chụp tiệc. Chết rồi, quay game một ngày đẹp trời 40 tuổi. Lúc đó 40 tuổi rồi, cả một cái đồ file của mình toàn chụp cưới không? Giờ anh hỏi em trả một khoảng thời gian chụp cưới không, bây giờ mới tôi chụp ạt với mọi người. Ai tin? Portfolio của em đâu ai tin. Nếu bây giờ giai đoạn ban đầu là tuổi trẻ, đừng nghĩ tới tiền. Em làm bất cứ cái gì em sẽ có được ba thứ. Đầu tiên là phải có tiền trước. Có thể các bạn đeo vàng đầy người, người ta thấy giàu, người ta bu lại. Có thể các bạn đi xung quanh nhiều, nổi tiếng nhiều, người ta bu lại. Tất cả những thứ đều được giật ngoại thân hết. Nó mất một sớm một chiều. Tại vì ở độ tuổi nhỏ, các bạn không biết các bạn làm gì chứ. Các bạn nghĩ tôi đẹp trai, tôi làm MC được. Tôi làm ca sĩ được, tôi làm model ảnh được, tôi làm gamer được. Các bạn quá nhiều sự lựa chọn bên ngoài. Giống như em á, anh nói là đừng nói nghề chọn mình, mà mình chọn nghề. Thì tất cả những cái thứ đó mình đều chọn hết. Ví dụ bây giờ em có 5 cái nghề trong tay, mình phải trải nghiệm hết đi. Trải nghiệm hết coi cái nghề đó nó có đúng với mình hay không. Dễ như không đúng thì đó là trải nghiệm. Một cái trải nghiệm dẹp ha, trải nghiệm là dẹp ha, không đụng với nó nữa. Qua tới trải nghiệm thứ hai. Ví dụ tất cả những cái thứ đó mình đã gom lại hết, mà một ngày đẹp trời không trả tiền cho em, ở nhà mang đi gói cũng được, nhưng em vẫn vui với cái thứ mà em đang làm. Đó là đam mê. Nó sẽ lòi ra cái đam mê cho mình. Bảo, tôi xin phép được hỏi nha. Tại vì nãy giờ nghe những cái chia sẻ của Bảo á, nó rất là truyền cảm hứng. Nhưng tôi có một cái thắc mắc như vậy. Nhỡ khi đến cái công thức của Bảo là sau 35 tuổi mình mới bắt đầu có đủ kinh nghiệm và có thể lấy tiền, nhưng nhỡ khi có những người sau 35 tuổi họ vẫn chưa tích góp được đủ, thì lúc đấy họ đã bỏ qua một cái tuổi trẻ quá dài. Thì lúc đấy ai lấy lại cho họ? Tức là như vậy, khi là các bạn mà đặt câu hỏi đó thì các bạn chưa bao giờ gặp những người lớn hơn. Đây thật sự những người lớn hơn bây giờ giống như là thầy Tuấn nè, nhiều lắm. Tức là các bạn tiền bối trước nữa và các anh chị tiền bối không thấm gì tiền. Cái cuộc đời của mình là trải nghiệm. Tin anh đi, không có cái đường nào em sống tốt sẽ chắc chắn gặp người tốt. Em chỉ cần sống thật với em là em có được hết tất cả. Đừng có mưu mô nha. Vấn đề đừng có mưu mô. Trong cái văn hóa của CEO nó có một cái, đó là cái gì? Là lực hấp dẫn. Mọi người coi trên YouTube nhiều đúng không? Mọi người cứ nghĩ là lực hấp dẫn, mọi người nghĩ sai gì nó hấp dẫn. Tức là tôi chỉ cần mơ tới một cái iPhone, tôi chỉ cần mơ tới một ngôi nhà, tôi chỉ cần mơ tới một chàng trai đẹp sáu múi có nhiều tiền đem tới cho tôi. Cấp đầu chuyện đang ban một cái năng lượng gì cho vũ trụ sẽ trả lại một năng lượng cho mình. Và suốt ngày nó ngồi thiền ở nhà nó đợi các kiểu nào có không? Không. Lực hấp dẫn là có thiệt. Nhưng mà nếu như mà em phải kiên trì và em làm việc nó. Khi mà em tìm hiểu về cái cuốn sách lực hấp dẫn là em sẽ thấy được. Nếu như muốn có chiếc xe, dán chiếc xe đầy nhà dùng cho anh và phải nỗ lực làm sao để có được chiếc xe đó, nó sẽ có nhanh nhất có thể. Nó chỉ như vậy thôi. Còn lực hấp dẫn gì trong tình bạn là gì? Em muốn đánh giá một con người nào đó, chỉ cần coi cái đám bạn nhậu của nó, coi cái đám mà nó đang tiếp xúc, em sẽ tự quy ra được là nó là người như thế nào trong khoảng thời gian đó. Thì cả trước cái năm mà 35 tuổi trở ngược về trước, sống thật dùm cho anh. Cứ sống thật hết tất cả. Người tốt, em sống tốt sẽ gặp người tốt.
đảm bảo với em sau 35 tuổi em tích góp hết tất cả những kinh nghiệm á, không ai giết em được. Bảo ơi, bây giờ không, ý của Tuấn hỏi như vậy là không phải nói về cái vấn đề cạnh tranh đi ha. Ví dụ Bảo đi, Bảo có một cái gu, Bảo tin vào cái gu của Bảo. Thì mình cứ đường đường chứ dí mình đi như vậy, mình cực đoan mình đi luôn, mình chắc chắn nhặt tiền về. Nhưng Tuấn không chắc Bảo nhỏ có cái đó nha. Tại vì nếu như mình cứ đi hoài như vậy á, mà đến 35 tuổi mình cứ đi con đường cực đoan của mình mà mình không kịp dừng lại và sửa chữa, thì mình, ý tôi nói là bỏ nguyên các tuổi trẻ là như vậy, mình đã đi một con đường rất sai và mình không nhận ra. Cái việc trung thực á, nó khác với lại, tại vì trong cái nghề của Bảo nó cần một cái gu thẩm mỹ ngoài sự trung thực. Thì nếu như mình trung thực nhưng mình không có gu, khách hàng chắc chắn không chọn mình chỉ vì mình trung thực. Tuân tin vào điều đó, tại vì họ cần thẩm mỹ đầu tiên ở trong một bức ảnh. Thế mình nghĩ là ví dụ như bây giờ em yêu một thứ nào đó, em có bao giờ em cho nó mặc đồ xấu không? Em có bao giờ mà em làm cái gì đó tệ bạc với nó không? Không có. Khi em yêu nghề của em sẽ tự động kiếm cái the best nhất và tốt nhất trong lúc đó nha. Tốt nhất trong lúc đó, ngày hôm sau có kinh tế hơn sẽ tốt hơn nữa. Thì em nghĩ là cả một chặng đường ví dụ như 10 năm, 20 năm, nhiều khi em sẽ hơn đó. Thì em nghĩ là cái bộ ảnh của em nó sẽ đẹp hơn nhiều không? Đẹp hơn nhiều. Ngay cả bản thân anh bây giờ cái nước ảnh anh chụp á, bây giờ anh xoay lại cho anh trong 5 năm trước á, anh thấy chỗ 5 năm trước nghĩ sao giờ đẹp trời. Đúng rồi. Đó là kiểu như vậy, em hiểu không? Thế là em yêu một cái gì đó em sẽ làm nó tới hơn. Còn bây giờ anh nói là lỡ nhưng mà tới đó mình không được gì nữa thì sao? Em sẽ được kinh nghiệm và trải nghiệm. Cái đó là cái cho em. Nếu như không có tiền em sẽ có cái gì? Chỉ có kinh nghiệm. Đúng. Cứ theo là kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm nó nằm ở chỗ này, không ai lấy được của em. Đó là tài sản mà mãi mãi không bao giờ lấy được. Cái cuối cùng là gì? Lỡ như mà không có kinh nghiệm luôn, qua cái cú đó mất tiền mà không học được thứ gì á, thì mình sẽ có cái gì? Em nghĩ là có cái thất bại. Không, mình sẽ có cái trải nghiệm. Tất cả các bạn trẻ đều sợ thử thất bại. Cái con Nguyễn thì thất bại, anh không biết má nó đâu, ba chỗ nào, nhà hẻm chỗ nào, không có ai biết luôn, mà không hiểu làm sao cứ sợ cái con Nguyễn thì thất bại. Tại sao sợ? Em hỏi tại sao thất bại? Thật sự là theo em á, là lúc mà em chụp cho baby á, là 10 bộ thì chắc chắn em sẽ có một bộ thất bại. Yes. Luôn luôn là như vậy. Và mình học được cái gì từ đó? Cái đó là em biết được, ví dụ như mình rút ra được kinh nghiệm là tại sao cái đó mình thất bại chỗ nào, mình sẽ áp dụng cho lần sau. Đúng. Fail á, nó có 100 câu chuyện để fail. Mình nghĩ nó fail nhưng mà anh đâu chắc là cái chủ quan của mình đúng. Dạ. Có nghĩa là khi mà mình nghĩ nó fail nhưng mà khách hàng họ nhìn cái đó họ vẫn cảm thấy hài lòng. Tương tự có nhiều khi mình chụp mình cảm thấy rất hài lòng nhưng lại không phù hợp với khách hàng. Có bao giờ em gặp vấn đề đấy không? Dạ có. Em thì em làm á, em hay đặt gọi là cái gọi sự cầu toàn á, chất lượng nó phải cao. Mà em cứ thấy bữa đó là mình không có được vui vẻ thì chụp nó rất là khó. Chất lượng của một cái buổi chụp hay là một tấm ảnh em nó dựa vào cái gì? Dựa vào em và một phần hợp tác của khách hàng. Tuân hỏi Bảo đi. Tại vì khi mà Tuân nói với Bảo nhỏ á, thì Bảo nhỏ nói là cái chất lượng của một buổi chụp hoặc một tấm hình nó dựa vào mình. Nhưng mà nó không có một cái gì gọi là một cái nguyên tắc để mình có thể làm nghề cho nó chính xác. Các bạn chụp theo cảm hứng. Các bạn gọi là tôi là cái tân nghệ sĩ, cái mút tôi là như vậy đó, cái hình tôi là như vậy đó, chịu đi. Trước khi mà em có cái quyền em đi chọn khách thì khách nó phải chọn em. Nhưng mà đôi khi em cũng bị lung lay một phần là tại sao có những khách hàng á luôn tin vào mình. Có thể là bút em chụp lại lần 2, lần 3, lần 4, nhưng có những khách hàng đó hỏi em xong rồi lại sau đó lại đi chụp một chỗ khác. Cái kiểu như em bị hụt hẫng á anh. Lúc đó thì em lại tự đánh giá bản thân mình và em sẽ hỏi bản thân mình là mình bị thiếu cái gì, mình sai cái chỗ nào mà người ta lại chọn chỗ khác, không chọn mình. Tự thấy là em vẫn đang loay hoay trong một cái gọi là mình chưa có định hướng. Cái thứ hai á, là về gọi là cái gu của mình riêng á, cũng chưa hẳn gọi là riêng của em. Em lại bị gọi là một cái lỗi là lặp lại, em lại đem một cái màu ảnh á thì nó cứ bị cái lặp lại đấy hoài. Là cái dạng câu hỏi mà tôi muốn hỏi Bảo á, có nghĩa là như vậy nè, Bảo nhỏ đó sẽ làm theo cảm tính. Nên ý tôi muốn hỏi Bảo là làm sao mình có một cái công thức để mình biết là cái con đường mình đi đang đúng, để đến một cái ngày nào đó mình có thể gặt được thành quả, không phải về kinh tế nhưng ít ra là mình để lại những cái bộ ảnh mà người ta công nhận. Tại vì tôi nghĩ là cái việc làm nghệ thuật á quan trọng nhất là được công nhận. Chứ không ai làm nghệ thuật chỉ để che trong nhà mình cho vui hết. Tuân nghĩ một cái điều đó được công nhận là cái điều rất quan trọng. Và cái sự công nhận á, nó là một cái căn bệnh rất lớn cho nhiều người. Người ta làm tất cả mọi thứ chỉ để muốn cho người khác thấy là công nhận mình là giỏi, công mình là tốt. Ở trong câu chuyện của em nó có ba hướng để anh muốn giải quyết cho em. Việc đầu tiên á là khi mà cái ngành photographer mà nó bật lên á, em phải tìm hiểu về nó, ai là the best nhất, ai là giỏi nhất. Và chúng ta phải có một thần tượng trong đầu của mình để bám và noi theo. Em hiểu không? Thần tượng có thể thay đổi, 5 năm sau em thay thần tượng người khác cũng được, nhưng phải trong nghề. Thì cái đó nó làm động lực cho mình, anh đang chỉ cho em đó, là mình sẽ có một người đi trước.
rồi làm động lực cho mình để mà mình chạy theo những ngày tháng sau, chứ không phải là tôi bảo thủ cái nghề này, tôi phải làm cái nghề này mà không có cái gì nói theo hết thì rất là khó để mà kéo, có cần để cho mình kéo theo để mình chạy. Dạ. Em hiểu không? Nên em phải có một người đó là thần tượng. Việc thứ hai là trong cái ngành nhiếp ảnh á, nó có một số các nhiếp ảnh gia, người ta kiếm tiền rất lớn trong một lần nhưng người ta phải bỏ cả quãng đời rất dài và người ta vui gì điều đó. Nhiều người thấy ngớ ngẩn lắm, nhưng mà thật sự đối với bản thân họ vui là được. Em biết có những buổi triển lãm tranh á, và có những người người ta du phượt tất cả thế giới luôn. Người ta leo lên những đỉnh nào cao nhất hoặc là nơi nào hẻo lánh nhất, người ta chụp một đúng một tấm ảnh gốc không chỉnh Photoshop, người ta đem nó về người ta bán. Em hỏi có ai mua không? Nếu như em đang mà chợ Bà Chịu không ai mua hết trơn. Em đăng trên mạng không có quỹ nào hỏi hết trơn á. Nhưng những người trong chuyên môn người ta tìm được đến em. Do cái sai của mình là gì? Mình sai môi trường. Bán cái gì nó cũng có người mua hết, nhưng quan trọng em bán đó ở đâu. Em hiểu không? Ngay từ giai đoạn ban đầu của anh cũng giống như em. Nhiều lần anh muốn bỏ nghề lắm, tại vì mình nghĩ ra rất là nhiều. Hỏi chị em ơi, bây giờ chụp gì vậy? Dạ em chụp bông tu cầu nè. Đó, cái làm gì em? Dạ gắn hết đầu vô cái mình chụp beauty. Thôi giống mà điên lắm, chị em chụp đâu? Đó, cái là vấn đề là mình rất khó. Tại vì mình nói, ủa mình muốn bả tốt hơn mà tại sao bả lại không chịu? Rồi bắt đầu mình phải chỉnh theo cái hướng mà bả mong muốn. Cuối cùng ra sản phẩm không phải là của mình nữa, nhưng mà mình lấy tiền của bả, đúng không? Đó là cái bài mà ai cũng học, đúng không? Chứ thì em phải đứng theo vị trí là em đứng lên, em qua vị trí của một cái chị đó, em ngồi xuống. Em ngồi lại đúng vị trí của đó. Có cần cái bông này gắn đầu không? Không. Có cần này đem về ạt yết gì không? Brand của bà toàn là mấy bà trong hàng xóm bán bánh tráng, bán cốc, bán cái kiểu này nọ, không có cần ạt không? Không. Tức là mình đang cung cấp sai đối tượng. Rồi tự nhiên mình buồn. Em đang bán một thứ hàng ngon thì em đem ra chợ, cái tự nhiên cái bà chê, cái bà đi qua chỗ cái hạt khác bà mua, cái tự nhiên em buồn, đúng không? Tự nhiên em đi kiểm điểm bản thân là tại sao bà hỏi mình quá trời, cái tự nhiên bà đi chạy qua chỗ khác, cái bà chụp, cái tự nhiên mình buồn. Em sai. Em sai ở đây là gì? Là em không đúng môi trường. Thì làm sao để đúng môi trường? Em chỉ còn chuyên tâm đúng cái thứ mà em đang làm. Hiện tại photographer có rất nhiều mảng photographer, và người ta đem về người ta cạnh tranh với em bằng mọi giá. Người ta cạnh tranh bằng tất cả những cái xúc giác cho cơ thể của con người. Có những ông photo đem về máy chỉ để làm cái gì em? Chỉ để đi chụp người nổi tiếng, lấy người nổi tiếng để bút ta cho PR những cái người mà fan của họ hoặc những người biết nổi tiếng tới để chụp lấy tiền. Có những người còn trơ trẽn hơn bằng cái việc mặc áo dài không mặc áo ngực, là nó đem vô nó chụp nuôi chụp xét, đem vô trong cơ đông photographer nó chụp banh hết để nó thể hiện cái sự dâm dục. Nên em vô trong cộng đồng photographer toàn thấy những em mà ra ao sen rồi cởi đồ các kiểu này nọ, đến chi kích vô trong dục của những người đó để biết cái thằng photo đó nhanh hơn. Và anh em mình không đi theo cái đường tà đạo đó, tức là chúng ta không đánh vô trong thứ dâm dục kinh tế và đa cấp, và chúng ta yêu nghề thiệt. Nên cái và việc quan trọng nhất trong dành ạt nha, hồi nãy anh hỏi em trước là em đang đi theo nhánh nào, em mà nhánh BB là anh không chia sẻ này, nhưng mà đi theo ạt thì anh phải chia sẻ cho em. Ạt là thời gian phải học nhiều thứ sau đó, không chỉ về ảnh không, mà em còn phải học về make up, em phải biết về make up, và em phải biết về làm tóc, em phải biết về trang phục, và trang phục đó có đẹp hay không, tất cả mọi cái fit hay không là quyền của em. Photo nó mạnh nhất là lúc nó cầm máy, MC mạnh nhất là lúc cầm micro. Chúng ta có vũ khí trong tay, không ai sai hết trơn. Người ta muốn người ta đẹp, người ta phải nghe lời mình. Nên em phải đưa cái uy của em vô trong đó, để cho người ta biết được là nếu như làm như vậy người ta sẽ đẹp hay không. Em hiểu không? Còn vấn đề mà gặp khách khó khăn, vấn đề là bây giờ gặp khách khó khăn, khó quá đi. Giờ khó quá làm gì giờ? Ngày xưa anh đi trang em, anh ngông lắm. Chịu chụp thôi, về đi, về đáng. Không, mày nghĩ mày có nhiều tiền nữa mày lên mày mua tao được à? Chứ bất cười quá. Giống như bây giờ bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng nữa, tao còn đi trả tiền, tao đi chụp free cho mày. Ha, anh sai. Cái vấn đề là anh cãi khách. Mặc dù mình đúng, anh nói em nha, mặc dù mình đúng nha, mình không sai bất cứ một thứ gì hết, nhưng em cãi khách, lúc đó em vui. Em sẽ bằng mất cả những cái bằng chứng, mọi thứ có thể đã kích khách, mang tất cả bằng chứng ra chứng tỏ khách sai. Trong khoảng thời gian đó em vui được bao lâu? Em vui đúng 2 tiếng sau, qua 2 tiếng em mất cái gì? Em mất khách. Nên những nhà lãnh đạo có tư duy leader, người ta không được làm như vậy. Thằng khách nó khó chịu phải lấy tiền cho bằng được. Em hiểu không? Cái đó nó dạy cho mình cái gì? Cách giao tiếp. Cách giao tiếp nó quan trọng lắm. Mà không phải là cái nghề mà có thích rồi mới ngồi lại nói chuyện nhau, còn không thích sao? Vấn đề không thích thì sao nè? Đó, mình phải ngồi nói chuyện được với đứa không thích mình mới giỏi. Em hiểu không? Đó, cái đó đó, tức là những kỹ năng mềm của ngành photo. Nó học nhiều thứ lắm em. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ là cầm cái photo lên chụp cái tấm hình cái xong có nhiều tiền rồi là thôi à. Mọi người không nghĩ gì chứ, không nghĩ tới chuyện ăn học, tu bổ vết xám của mình, học hỏi gì thêm. Mọi người không nghĩ chứ, mọi người chỉ nghĩ đúng con cái là chụp hình ra tiền thôi, chứ không nghĩ gì hết. Nhưng mà khi dấn sân vô trong nó rồi, có rất nhiều bài học để học. Mà khi mà em phát hiện nhiều bài học để học, em bớt cà phê, cà pháo với bạn bè lại, em bớt ăn nhậu với bạn bè lại, em dành thời gian đó để em tu bổ bản thân của em, tại vì em biết cái gì quan trọng rồi. Em hiểu chưa? Nó là như vậy. Nên tất cả những cái đó anh truyền lại cho em để em nhanh nhất, và cũng như các bạn photo trẻ bây giờ, người ta rút ngắn giai đoạn nhất, tại vì thời gian đó không có ai chia sẻ hết. Tất cả cộng đồng photo hiện tại bây giờ trên Việt Nam, thật sự luôn, các cô các chú hiện tại giấu nghề banh tành. Và ngay từ cái giai đoạn ban đầu anh cầm cái máy lên, nó không chỉ cho anh cái nút nào nút chụp hình luôn, đừng nói chi đi xách máy.
Rồi cái giai đoạn đầu tiên anh nói là em còn mười mấy triệu mày mua cái máy là mừng rồi em ơi. Ngày xưa không phải là mình nhất này mình than nghèo nữa, tại mình than cũng không ai quan tâm đâu. Nhưng mà em biết không, gia đình không giúp, xã hội không giúp, tất cả mọi người không giúp, nhưng đâu đó vẫn có những người rất muốn giúp em. Anh nói trắng ra rất muốn giúp em. Đừng có đổ thừa là tại mình nghèo, tại mình không có ai dẫn đầu, tại mình không có tiền, tại mình không tài, đừng bỏ nữa. Tại vì có rất nhiều người muốn giúp em. Mà để muốn giúp em được, người ta phải thấy tính cầu tiến của em trong công việc. Em hiểu không? Giống như anh chạm ngõ được với em mà có sự đồng cảm, anh sẽ giúp em. Em hiểu không? Tức là người ta vẫn muốn giúp mình. Nhưng mà giúp mình bằng gì? Nếu như thấy cái sự mà cầu tiến của mình có nỗ lực mỗi ngày. Đúng không? Em nỗ lực một ngày, hai ngày, ba ngày, người ta thương em, người ta tới, người ta giúp. Tức là mình vẫn có người giúp mình. Em hiểu không? Trong một cái biển lớn của photographer, nó là một cái biển lớn. Nếu như trời sinh ra không phải là một con sát cá mập sát, không đi ăn thịt tấn công đứa khác để mà sinh tồn, thì em xui xui em làm một con cá trê cá lóc, em chui trong bùn. Thì anh hỏi làm sao? Em vẫn được cứu bởi những bà đi chùa. Tại vì bà đi chùa đi phóng sinh nó lựa những con nào dưới bùn, con lươn, con lặc, con trê các kiểu này nọ để phóng sinh. Nên ai cũng muốn giúp mình hết á. Quan trọng nè, bắt con cá mập bỏ vô những sình nó sống không? Không. Nhưng mà bắt con cá lóc bỏ vô biển sống không? Cũng không. Khác môi trường. Con cá nó không chuyển hướng được là từ con cá trê trở thành con cá mập. Nhưng con người là động vật bậc cao, có thể lựa chọn cái quyền sống của mình. Em có thể chuyển thành một ông này bà kia nếu như em đam mê cái mà em đang tin tưởng tới cùng cho anh. Phải là cực đoan và tới cùng. Còn những cái xung quanh đó là thử thách. Đừng có thấy ai nhiều xô rồi thấy khoe cái mình tự nghĩ là mình tự so sánh luôn. Không ai so sánh cho mình tự so sánh luôn. Tại sao mà giờ người ta bằng tuổi mình mà người ta có này có kia mà mình chưa có gì hết. Em không biết mọi người như thế nào nhưng mà em hay bị vậy nè. Em cũng có nhờ bạn em có một cái bộ hình đó là em nhờ hai đứa bạn của em mà em chụp như là em chụp ạt đó, lần đầu tiên mà em chụp với cái kiểu mà đánh đèn mà chuyên nghiệp á, chứ không phải là cái hai lát chụp vô cái dạ đó. dạ em nó không đồng ý nhờ mà thành ra cũng không có ý kiến gì được hết. Dạ. Nhưng mà kiểu như người ta hài lòng là tại vì đây là lần đầu tiên đối với bạn đó là được chụp như vậy, được gọi là một cách chụp gọi là chuyên nghiệp á. Tại bình thường người ta biết chụp flash là hai cái flash phả vô mặt là sáng hình với cái nền tối hơn mình là vậy là gọi là đẹp. Trước khi mà em chụp với người nổi tiếng mà người chuyên nghiệp á, là professional á, là em phải chụp với mấy đứa không chuyên nghiệp trước. Dạ. Em hiểu không? Còn mấy đứa không chuyên nghiệp mà em chụp nó ra chuyên nghiệp là em chuyên nghiệp. Em hiểu chút này chưa? Nhưng vấn đề là cái máy á, cái tốc độ và cự ly á, em phải là mít với khách, em phải hòa với khách. Bây giờ có nhiều photographer bất cười lắm, bỏ tiền vô cả đóng xong rồi vô phòng rồi tự nhiên đi chị diễn đi, bà nội nó không biết chuyện gì nữa. Thằng photo phải biết luôn salip. Dạ. Tức là em phải hướng dẫn luôn là để tay như thế nào, các kiểu như thế nào, bấm được cái bục rồi bỏ tay xuống rồi bắt đầu chuyển hướng lại liền. Em hiểu không? Cái là cái hình thể body của em bắt đầu em học lại ngôn ngữ truyền đạt và ngôn ngữ cơ thể. Em thấy em học kinh khủng không? Đó, nên vấn đề của em là gì? Vấn đề của em là em phải viết được với khách. Khách nó không biết diễn đâu. Em phải chui làm sao đưa được cái trong cái tâm tình. Nên trước khi cái lúc mà thằng photo á mà nó đi chụp á, nó sai một chỗ nè. Photo đi chụp á là model á, nó ngồi nó make up. Cái thấy ai make up, trời ơi nó make up rồi đi chơi thôi, để ngủ một giấc đi chừng nào nó dậy chụp. No. Không, em phải đứng lúc đó luôn. Em nghe thằng make up nói chuyện gì với nó. Để mà nó phản mình, vậy dễ phản thắng. Rồi, tiếp theo nữa là nghe cái con khách của mình á, nó là cái tâm tư như thế nào. Nó thích truyền cảm, nó thích truyền thống, nó thích truyền cảm hứng, truyền nước biển, truyền cái gì đó. Nó muốn truyền gì nó truyền. Đó, bắt đầu mình mới truyền đạo cho nó. Anh có thể làm được cho em như thế này, thế kia, thế nọ. Nên khi cái lúc mà nó có mood với nhau rồi, em luyện ở trong phòng á, trời ơi, em fit banh tành luôn. Diễn nó danh lắm luôn á. Nên cái khi mà em fit với khách đó, thì khách khác nó có thể đi chọn những phòng studio khác. Nhưng khi mà nó bị đối xử trang gì đó, nó sẽ quay về em. Kinh nghiệm đó. Nãy giờ rất nhiều kinh nghiệm được trao đổi, rất nhiều. Cảm ơn Bảo quá nhiệt tình luôn á. Có nghĩa là có rất nhiều người giấu nghề nha Bảo. Không phải ai cũng sẵn sàng để chia sẻ mà kiểu 100 thứ ra như Bảo đâu. Bảo công nhận điều đấy mà đúng không? Có rất là nhiều điều họ phải góp nhặt từng tí, nên cái việc mà họ giữ lại cho riêng mình là chuyện bình thường. Nhưng mà Bảo thì rất nhiệt tình với lại những cái bậc hậu bối của mình. Nhưng mà bây giờ á, thì để rõ hơn á, thì mình nhìn lên thành phẩm của Bảo nhỏ đi. Rồi sau đấy Bảo có thể phân tích được nó đẹp chỗ nào và chưa đẹp chỗ nào. Từ đấy Bảo nhỏ có một cái công thức rõ ràng hơn cho mình. Bây giờ thì mời mọi người cùng nhìn thành phẩm của Bảo nhỏ. Em thấy nó đẹp không? Đẹp. Nó đẹp. Tại vì cái lúc này á, em chụp á, là em biết cái nào đẹp em mới nhấn nút xuống. Dạ. Cái quyền nhấn nút là quyền lựa chọn. Đúng rồi. Em nhấn nút sai á, em đem lên trên mạng á, 10 tấm em lọn ra được 1 tấm đúng không? 100 tấm chọn được 2-3 tấm đúng không? Đúng rồi. Thì em đã chọn rồi, anh rất tôn trọng em, đây là tấm hình đẹp. Bắt đầu em phải hỏi cái tấm hình này có đẹp hay không là 2 năm nữa. 2 năm nữa em lục bà nội này ra, cái bắt đầu em so sánh, trời đẹp không ta, sau đó chụp về trời. Đó là vậy đó, nhưng mà về sự cố gắng thì anh thấy nó đẹp. Tại vì thứ nhất á, em biết tại sao anh gọi nó đẹp không? Truyền cảm là cái gì? Truyền cảm là bắt cảm xúc.
Tức là cái ngành photographer là ngành bắt cảm xúc chứ không phải là hình đẹp. Dạ đúng rồi. Chứ là cái hình đó nhìn vô nó có cảm xúc hay không, ông này đang đau đầu chóng mặt hay thất tình hay là cái gì đó, bắt đầu mình phải suy nghĩ. Một cái hình mình nhìn vô bắt đầu mình phải suy nghĩ, trời ơi ông bị gì ta, nhức đầu đau ban hay bị gì ta, hay là tại sao suy tư, tại sao lại buồn vậy. Tức là nhìn sâu vô người ta có xúc lắng động ở trên hình, nên cái hình ạt nó hay ở chỗ nè, lướt màn hình á ai cũng lướt trơn á, nhưng mà lướt cho cái hình đẹp dừng lại, kéo xuống dừng lại để coi, thì cái đó là cái thành công của mình. Tấm hình ảnh có thể thôi lại nhiều lần, tại vì nó có một cái chứa thông điệp gì đó, đó là quan trọng. Thông điệp của tấm hình là cái gì bảo nhỏ? Giống như là em thể hiện ra được cái việc là em đang cô đơn và bị người yêu bỏ. Yeah. Là bạn nữ là thể hiện được cái việc là bạn đang cô đơn, bị người yêu bỏ. Mà mấy bà nào chuẩn bị người yêu bỏ cũng mặc đồ hờ hững á, một da chân cũng bị cỡ xuống nữa nè. À đúng rồi, lúc này chụp xong là một tháng sau chia tay thiệt đó. Oh my god. Tại vì anh có một cái anh hướng em nha. Dạ. Yeah. Tức nghĩa là về ạt á, nó sẽ có nhiều trường phái trong đó nữa. Có một cái trường phái là manip á, là chỉnh hình banh tành, chỉnh mà giả banh tành nhưng mà thiệt ơi là thiệt á, nhìn không ra luôn á. Đó là manip, cái đó kinh khủng lắm. Cái của em á là về ạt nhưng về beauty nha. Dạ. Nhớ giùm anh ha. Dạ. Tức là em đừng có chụp toàn, đừng chụp hết người, đừng chụp phong cảnh gì hết, tại điểm mạnh của em là rất có hồn. Không phải là ai chụp gần cũng có hồn như thế này đâu. Nên cái mạnh của em là cái beauty, đánh mạnh beauty giùm cho anh. Dạ. Có nghĩa là em cũng coi Facebook qua rất nhiều và cũng có tham khảo những cái sản phẩm của anh. Em rất là thích chụp beauty. Em hay bị một cái lỗi như thế này. Nếu như đây là một cái tấm hình là em cứ để một cái góc máy như vậy thì em sẽ chụp ra một cái sản phẩm như vậy. Ừ. Nhưng nếu em zoom lại nó, ủa sao tấm này nó bị thiếu cái tai, thiếu cái phần ngực hay là cái gì đó, em hay cứ bị loay hoay vậy. Em đang bị bối rối. Dạ. Tức là trong người em lúc nào cũng bị bối rối là em phải chụp sao cho tấm hình nó đẹp. Dạ. Mà em quên một cái công thức là các bà hiện tại bây giờ, các bạn dân phòng cũng nói luôn, làm cái khỉ gì cũng được, phải bỏ cái tâm vô, bỏ miếng tâm vô đi. Không phải là anh nói em không có tâm, nhưng mà cái tâm là cái gì vậy, là em phải làm tình dưới cái nước ảnh của em luôn. Tức là em phải nghĩ em là model luôn. Em hiểu không? Nếu như em ở trong vị trí đó em sẽ làm cái gì? Em cứ để ý tất cả các bạn photo hiện tại bây giờ mình nổi nhanh á, là các bạn đó đang chuyển ngữ được cái thông điệp đó. Em chưa có cái đó nên mình phải truyền đạt. Chứ là em đang có cái gì thì em lấy cái đó em gáp vô thì nó sẽ mạnh hơn điểm đó. Còn tất cả những cái là ra hình thôi. Khi mà em chụp á, ừ, em sẽ kêu là bây giờ em biết diễn như thế nào, em cứ diễn và theo từng cái động tác của em anh sẽ sửa trên đó. Cái câu nãy em nói bảo, trời y chang như thầy giáo dạy anh vậy đó, là bảo giống như kiểu là em dứt diện như thế nào em cư diện. Trời nó nghiêm túc quá em, nó bị nghiêm túc quá em hiểu không? Tại vì cái nghề của mình phải học được tính hài hước. Những người hài hước là những người rất thông minh. Tức là trong khoảng thời điểm đó em phải nói khùng, nói điên, nói cái gì đi chăng nữa, ừ ê diễn đi má, diễn nè, trời mày diễn cái gì vậy, bà nội bà ngoại mày nhập hả, kiểu vậy đó. Chứ là người ta lên mút, cái người ta lên mút người ta vui là rồi, không có cười, cười tán mặt liền đó là nó vui. Đúng rồi. Cái khi mà nó vui tự nhiên nó vô hình, mà nó vô hình ai đẹp ai hưởng, mình hưởng cho ai hưởng cha. Nhiều khách em cũng thấy giống như là khi mà em mình gọi hổn đi là mình chửi khách đi. Yeah. Mình lăng mạ khách này nọ, tự nhiên cái khách vô cảm xúc lắm. Nhưng mà phải vui nha cha. Đúng rồi, lăng mạ là phải vui nha. Vấn đề là không phải ai cũng chửi được như bảo và hiểu. Yeah, đúng rồi. Không, đúng. Phải học đó. Cái vấn đề này nó khác lắm. Phải học đó. Nên anh hỏi là có nhiều cái đi học không? Nhiều lắm. Có nhiều ông chửi mà khách bỏ về luôn đó. Đúng. Tại vì chửi thiệt quá. Thường gọi là cái đề ba đi, mình phải coi cái khách như thế nào mới dám giỡn. Mình phải cho người ta cái cảm giác an toàn nữa em. Cho em phải an toàn. Ví dụ giờ mà chụp á thì không biết thằng này như thế nào, nước ảnh gần sao, trời nó chụp góc nó đẹp chưa ta. Tức là đang bất an. Thì vấn đề làm sao để giải được cái bất an đó ha, để cho nó an nhiên thì nó mới chụp hình được. Nên cái lúc mà anh nói là hài hước cũng phải học. Tại vì lúc nào nghiêm túc thì nên nghiêm túc, nhưng mà lúc nào hài hước phải nên hài hước. Tại nó chim sen kẽ, công việc của em rất giỏi. Những người hài hước là những người thông minh, tại vì biết là đánh chỗ nào người ta cười. Rồi, nãy giờ thì cố vấn Bảo Lớn đã nói rất nhiều thứ nhá. Anh hy vọng em nhớ hết. Không thể nào nhớ hết. Thì bây giờ anh xin phép được trả bài cuối giờ. Bảo đã chia sẻ rất nhiệt tình và anh hy vọng là em đã nghe nó bằng trái tim. Và em đúc kết được gì qua những cái lời chia sẻ của bạn cố vấn Bảo Lớn? Nếu mà như anh Bảo nói á, cái em nhớ nhất á là không được sợ thất bại. Phải học được bài học từ đó. Rồi. Dạ. Cái đó là cái được đó, cái đó trọng tâm đấy em. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó, ok. Rồi thế thì Tuân hy vọng là sau cái buổi nói chuyện rất nhiệt tình, em nhìn Bảo đi mồ hôi một kia. Lần nào nói chuyện với Bảo cũng chia sẻ tất cả mọi thứ một cách rất nhiệt tình. Hy vọng là sau buổi nói chuyện này em sẽ không còn quá loay hoay về cái con đường mà mình đi nữa. Và hy vọng là không chỉ là buổi nói chuyện này đâu, mà hai anh em sẽ giữ liên lạc với nhau và có thể trở thành hai người thầy trò. Để cùng nhau dẫn dắt và học hỏi nhau ở trên cái con đường sự nghiệp của em ở phía trước. Cảm ơn cô vấn Bảo cảm ơn Bảo nhỏ đã đồng ý đến đây và chia sẻ câu chuyện về nghề nghiệp của mình. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Bí mật hạnh phúc ngày hôm nay. Và đừng quên đón xem chương trình Bí mật hạnh phúc được phát sóng kênh YouTube của MCB Media. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.